Các bạn đang xem kênh YouTube của báo điện tử VOV. Mời các bạn xem bản tin bóng đá của chúng tôi với những tin tức đáng chú ý trong ngày hôm nay. Theo kế hoạch, huấn luyện viên Kim Sang-sik sẽ đáp chuyến bay đến sân bay Nội Bài, Hà Nội vào lúc 13 giờ ngày 5 tháng 5. Buổi họp báo công bố chính thức tân huấn luyện viên trưởng đội tuyển Việt Nam và U23 Việt Nam sẽ diễn ra lúc 14 giờ ngày 6 tháng 5. Theo chia sẻ từ lãnh đạo Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF, ông Kim Sang-sik sẽ có 3 trợ lý, gồm một trợ lý chuyên môn, một huấn luyện viên phụ trách thể lực, một trợ lý phụ trách quản lý. Số lượng trợ lý người Việt là 9 người. Tổng cộng hai ban huấn luyện là 13 người phụ trách các công việc tại đội tuyển quốc gia và U23 Việt Nam. Tổng thư ký VFF, ông Dương Nghiệp Khôi cho biết, nếu không vào vòng loại thứ 3 World Cup 2026, công việc của ông Kim Sang-sik vẫn tiếp tục để chạy đá cho AFF Cup 2024 vào tháng 12. Mục tiêu tối thiểu là phải vào bán kết, tốt hơn nữa là vào chung kết AFF Cup 2024. Với tuyển U23 Việt Nam, mục tiêu của VFF dành cho ông Kim Sang-sik sẽ là lấy lại những thành quả chưa làm được trong thời gian qua. Tại vòng loại U23 châu Á 2026 vào tháng 9 năm 2025 và SEA Games 33 vào tháng 12 năm 2025 ở Thái Lan. Cuối cùng thì chúng tôi đã chọn ra được ứng viên mà theo chúng tôi là sáng giá nhất trong số các ứng viên và phù hợp với trong cái điều kiện hiện nay của bóng đá Việt Nam, thì đó là ông Kim Sang-sik, người Hàn Quốc, 47 tuổi, đã có cái thành tích tương đối tốt trong cái nhiều lần vô địch K-League và đồng thời là vô địch cúp C1 châu Á, là một cái điểm nhấn rất là lớn đối với cái câu lạc bộ Hyundai, Jeolbuk Hyundai. Thế thì khi lựa chọn được ứng viên này thì cũng được sự đồng tình rất là lớn của hội đồng huấn luyện viên cũng như là của lãnh đạo các cấp. Thế thì ngày hôm qua đến chiều hôm qua thì chúng tôi hoàn tất các cái thủ tục mà để chuẩn bị cho cái việc công bố huấn luyện viên trưởng vào ngày 6 tháng 5. Thứ nhất ấy, là ông Kim Sang-sik sẽ phải cầm quân của đội tuyển quốc gia và thi đấu hai trận đấu còn lại của vòng loại thứ 3 World Cup. Và ở hai trận đấu này thì chúng tôi đều đã xác định với nhau là phải vẫn phải thi đấu hết sức mình và tìm cách tốt nhất, biết đâu chúng ta lại có cơ hội để vào vòng thứ 3. Còn nếu mà không còn cơ hội nữa vì do cái Indo họ có thể là thắng, chỉ cần Indo thắng một trận thôi là chúng ta hầu như không có cơ hội nữa. Đó, thế thì chính vì vậy cho nên là nếu như mà chúng ta không có cơ hội lọt được vào vòng 3, mặc dù chúng ta hết sức nỗ lực và phấn đấu trong hai cái trận đấu tới, thế thì công việc của chúng ta là chuẩn bị tiếp trong tháng 9, tháng 10, tháng 11, 12 để chuẩn bị cái giải là AFF Cup hàng năm, đấy, giải vô địch Đông Nam Á. Và ở giải vô địch Đông Nam Á đấy thì chúng tôi có đặt ra chỉ tiêu và huấn luyện viên cũng nhận một cái chỉ tiêu là ít nhất là phải lọt vào đến bán kết và tốt nhất là sẽ lọt vào đến trận chung kết của giải AFF Cup. Thế bên cạnh đó thì năm 2026 thì 2025 nó còn có một cái việc nữa là đội tuyển U23 sẽ tham dự cái vòng loại U23 châu Á vào tháng 9 năm 2025 và tiếp sau đó là SEA Games vào tháng 12 năm 2025 tại Thái Lan. Thì đấy, tất cả những cái việc đấy thì cũng đều đặt ra những cái chỉ tiêu rất là tốt để cho bóng đá Việt Nam, để bóng đá Việt Nam phải cùng phấn đấu cùng bóng đá Việt Nam để đạt lấy lại được những cái gì mà vừa qua chúng ta đã bị hụt hẫng. Tôi nghĩ là với cái sự trẻ trung năng động của một người làm chuyên môn, đặc biệt là một cầu thủ, một huấn luyện viên trưởng thành từ cầu thủ đội tuyển quốc gia, thì đấy là một cái lợi thế rất là lớn của ông Kim Sang-sik. Và với huấn luyện viên ấy, mà ở độ tuổi mà dưới 50 tuổi thì rõ ràng cái độ sung sức rất là lớn. Và tôi nghĩ rằng là ông sẽ có đủ điều kiện để dồn hết tâm trí vào cho cái, đây là một cái sự nghiệp mới mà trước đó ông đã có một cái tấm gương là ông Park Hang-seo, thì chắc chắn ông sẽ nhìn vào đấy để ông tiếp tục mà phấn đấu để làm sao cùng với bóng đá Việt Nam đi lên. Trong cái buổi mà làm việc với ông ấy và để mà đàm phán ký hợp đồng thì chúng tôi có mời ông sang đây và tôi cũng đã được gặp gỡ ông ấy, trao đổi với ông ấy, thì cảm thấy ông, mặc dù là tôi không biết tiếng Hàn Quốc
Và ông cũng chỉ biết nói tiếng Hàn Quốc, nói tiếng Anh cũng chưa được tốt lắm, nhưng rất thân thiện. Và tôi nghĩ rằng là theo tôi đánh giá ngay từ lúc đầu thì cái khả năng mà ông tiếp cận đối với các cầu thủ của chúng ta sẽ rất là dễ dàng và thuận lợi, và có chắc chắn là các cầu thủ sẽ yêu quý ông. Chính ông cũng đã nhận định như thế. Ông bảo tôi đã làm ở câu lạc bộ rồi và cũng đã có thành tích ở câu lạc bộ, nhưng tuy nhiên cái việc mà đến với một đội tuyển của một quốc gia thì tôi phải gánh một cái trách nhiệm nó lớn lao vô cùng luôn. Và tôi nghĩ đấy là vinh dự mà đời người, chính ông nói tâm sự với chúng tôi là cái đời người thì cái mà mang được cái vinh dự đấy thì mình phải biết giữ, phải biết nuôi dưỡng và làm sao được để mà nó trở thành một cái niềm tự hào của dân tộc như những người đã đi trước ông. Thì ông và bản thân ông rất hiểu vấn đề đó và ông sẽ quyết tâm làm. Và tôi nghĩ rằng là nhìn cái ánh mắt, nhìn cái sự quyết tâm của ông thể hiện trong cái lúc mà tôi tiếp xúc với ông để chuẩn bị háo hức cho cái chuẩn bị cho cái đội tuyển bóng đá Việt Nam trong thời gian tới, thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà điều kiện tôi nghĩ là một khá thuận lợi cho bóng đá Việt Nam sắp tới. Rất mong là được sự ủng hộ không những của người hâm mộ mà của giới truyền thông và tất cả những cán bộ chuyên môn ở trong và ngoài Liên đoàn bóng đá Việt Nam, ở các câu lạc bộ, thì chắc chắn ông sẽ đạt được thành công nhất định. Trận đấu với U23 Guinea được xem là cơ hội cuối cùng để U23 Indonesia giành suất chính thức tham dự Olympic 2024. Tuy nhiên, truyền thông Indonesia thừa nhận trận đấu của U23 Indonesia với đại diện châu Phi sẽ không hề dễ dàng, khi U23 Guinea đang có phong độ rất tốt qua màn trình diễn ở giải bóng đá U23 châu Phi vừa qua. Xét về phong độ, U23 Guinea không phải là đối thủ dễ bị bắt nạt, bất chấp họ chỉ vừa có lần đầu tiên tham dự giải U23 châu Phi 2023 vào năm ngoái. Theo tờ Bola, các cầu thủ U23 Guinea hầu hết đều đã thi đấu ở châu Âu, đặc biệt là ở Pháp. Xét về mặt thứ hạng trên bảng xếp hạng Liên đoàn bóng đá thế giới FIFA, Guinea bỏ xa Indonesia khi xếp hạng 76, hơn đội bóng xứ vạn đảo tới 59 bậc. Trước thêm trận đấu này, huấn luyện viên trưởng của U23 Guinea khẳng định sẽ nỗ lực để đánh bại U23 Indonesia để giành vé dự Olympic Paris 2024. Cách duy nhất để chúng tôi có thể đến Paris là giành chiến thắng. Vị trí thứ tư của chúng tôi tại giải U23 châu Phi giúp chúng tôi tiếp tục hy vọng vào suất dự Olympic và chúng tôi tự tin rằng mình có thể làm được điều đó. Đối với những người hâm mộ bóng đá, việc tham gia Thế vận hội là một niềm tự hào, chiến lược gia người Guinea khẳng định. Kokubo là người hùng của U23 Nhật Bản khi tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết U23 châu Á 2024 với U23 Uzbekistan. Kokubo không chỉ liên tục cứu thua, từ chối bàn thắng của các chân sút đối phương, mà anh còn cản phá được quả phạt đền ở phút bù giờ, giúp U23 Nhật Bản bảo toàn được chiến thắng 1-0. Kokubo đã giúp U23 Nhật Bản lần thứ 2 trong lịch sử vô địch U23 châu Á. U23 Nhật Bản trở thành đội bóng giàu thành tích nhất sân chơi này, bởi những đội bóng khác như Hàn Quốc, Iraq, Ả Rập Xê Út hay Uzbekistan mới có một lần vô địch. Mặc dù tỏa sáng rực rỡ trong trận chung kết, nhưng Kokubo lại không phải là thủ môn xuất sắc nhất U23 châu Á 2024. Danh hiệu cá nhân này thuộc về thủ môn của U23 Uzbekistan. Kết thúc vòng chung kết U23 châu Á 2024, U23 Nhật Bản vô địch, U23 Uzbekistan á quân, U23 Iraq hạng 3. Đây là ba đại diện của châu Á giành vé đi Olympic. Nếu như U23 Indonesia thắng trận playoff, họ sẽ là đại diện thứ tư. Các bạn vừa xem bản tin bóng đá, hãy like và subscribe kênh YouTube của báo điện tử VOV, truy cập vào địa chỉ vov.vn để theo dõi những tin tức thời sự mới nhất của chúng tôi. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong những bản tin sau.